Kính chào quý vị và các bạn đã đến với kênh Tin Mới. Ngày hôm nay đã diễn ra những sự kiện nóng và đáng chú ý nào? Tình hình chính trị xã hội trong nước và quốc tế có gì đặc biệt? Hãy cùng đón xem ngay sau đây. Trong những năm gần đây, quân chủng phòng không không quân với định hướng tiến thẳng lên hiện đại đã được ưu tiên đầu tư mua sắm nhiều loại vũ khí trang bị mới hiện đại. Bên cạnh lực lượng không quân tiêm kích đa năng là ưu tiên hàng đầu, thì lực lượng không quân vận tải cũng đã có những sự thay đổi về chất khi được tiếp nhận máy bay vận tải quân sự C-295 hiện đại thuộc biên chế lữ đoàn không quân 918. Cụ thể, năm 2013, Quân đội Nhân dân Việt Nam đã ký hợp đồng mua máy bay vận tải C-295 cho nhiệm vụ vận chuyển vũ khí quân sự để thay thế một phần phi đội máy bay AN-26 đang được sử dụng. C-295 được đánh giá là một trong những loại máy bay vận tải hạng trung tiên tiến nhất trên thế giới, với ưu điểm vượt trội. Thứ nhất, C-295 có hệ thống điện tử hàng không hiện đại, giúp kiếp phi công thao tác điều khiển máy bay đơn giản, dễ dàng hơn. Mọi thông số của máy bay cũng như thông tin toàn cảnh trên bầu trời đều được cập nhật trong các màn hình LCD cỡ lớn. Thứ hai, nhờ sở hữu động cơ mạnh mẽ và tiết kiệm nhiên liệu, C-295 có tầm bay xa và sức chở lớn hơn so với nhiều máy bay vận tải cùng loại. Thứ ba, C-295 có khả năng cất hạ cánh trên đường băng cực ngắn, kể cả sân bay dã chiến. Đây là một trong những đặc điểm nổi bật nhất của dòng máy bay này. Thứ tư là dòng máy bay vận tải quân sự đa năng hạng trung C-295 có thể làm được nhiều nhiệm vụ như vận tải hàng hóa, chở quân, đổ bộ, tìm kiếm cứu nạn hay tải thương. Ngoài ra, nó còn được dùng làm nền tảng phát triển biến thể tuần tra chống ngầm trên biển và biến thể cảnh báo sớm chỉ huy trên không. C-295 là mẫu máy bay vận tải hạng nhẹ của châu Âu, có thể bay liên tục trên không nhiều giờ. C-295 dài 24,5m, sải cánh 25,81m và cao 8,6m. Trọng lượng cất cánh tối đa là 23.200 kg. Máy bay được trang bị hai động cơ phản lực cánh quạt Pratt & Whitney 127G có công suất 2.645 mã lực mỗi bên. Tốc độ tối đa của máy bay là 576 km/h, tầm bay 4.600 km và có trần bay lên tới 9 km. Với việc tiếp nhận dòng máy bay hiện đại này, lực lượng không quân vận tải Việt Nam đã có bước tiến lớn tạo ra sự thay đổi về chất, kịp thời bổ sung thay thế cho các máy bay vận tải AN-26 đang dần tiến tới cuối vòng đời hoạt động. Theo hợp đồng đăng ký với Airbus Defence, ngay từ giữa năm 2014, đoàn phi công cùng thợ kỹ thuật của Việt Nam đã tiến hành học chuyển loại máy bay mới ở nước ngoài. Với tinh thần trách nhiệm cao, các phi công Việt Nam đã được các giáo viên bay của đối tác đánh giá rất cao, nhanh chóng làm chủ dòng máy bay vận tải quân sự C-295 hiện đại. Đã đánh dấu mốc son quan trọng khi chiếc C-295 đầu tiên của Không quân Việt Nam nâng số hiệu nhà máy 0123 chính thức tung cánh lên bầu trời. Ngay sau đó, các phi công Việt Nam đã thực hiện máy bay của mình tại Sebin, Tây Ban Nha. Đến nay, cả 3 chiếc C-295 đã được đối tác bàn giao cho Không quân Việt Nam và đều được biên chế cho Lữ đoàn Không quân 918, đơn vị đã hoàn toàn làm chủ dòng máy bay vận tải này và đưa vào trực ban, sẵn sàng chiến đấu. Lực lượng máy bay C-295 của Lữ đoàn 918 thường xuyên cơ động giữa hai đầu đất nước, với căn cứ chính là sân bay quân sự Gia Lâm ở phía Bắc và sân bay lưỡng dụng Tân Sơn Nhất ở phía Nam. Đơn vị cũng được phi công, thành viên bay và các máy bay các loại, trong đó có cả C-295, chuyển sân về sân bay Cần Thơ cũng như một số sân bay khác trên cả nước để thực hiện huấn luyện. Trước đó, để có thể nhanh chóng đáp ứng yêu cầu vận hành, đội ngũ thi công thợ máy đã được gửi đi huấn luyện ở nước ngoài từ khi tiếp nhận máy bay. Đối với phi công, điều kiện đặt ra là phải cung cấp một số giờ bay tích lũy trên 1.500 giờ. Đối với kỹ thuật viên phải là những người có trình độ và kỹ năng tay nghề cao. Trở ngại đầu tiên và cũng là lớn nhất khi huấn luyện huyền thoại C-295 là ngoại ngữ. Do từ trước đến nay, các phi công và thợ máy đều vận hành dòng máy bay do Liên Xô cũ chế tạo, chỉ sử dụng tiếng Nga, trong khi yêu cầu tiếng Anh là rất quan trọng. Nhưng chỉ trong một thời gian ngắn, không qua các khóa đào tạo của hàng không dân dụng Việt Nam cũng như học ngoài giờ, đội ngũ phi công và thợ máy đã phần nào đảm bảo trình độ ngoại ngữ trong huấn luyện, vận hành. Ngoài ra, hai dòng máy bay vận tải C-295 và AN-26 với tư duy thiết kế khác nhau cũng tạo ra sự khó khăn lớn đối với đội ngũ phi công và thợ kỹ thuật.
với dòng AN-26 tổ máy bay gồm 5 người lái số 1, lái số 2 dẫn đường cơ giới và thông tin. Còn C-295 chỉ có duy nhất 2 vị trí điều khiển máy bay là lái số 1 và lái số 2 nên đặt ra yêu cầu phi công phải làm nhiều việc hơn. Bên cạnh đó, hệ thống hiển thị trong buồng lái AN-26 toàn bộ lao động hồ sơ, trong khi trên C-295 là dãy màn hình LCD rất hiện đại. Tuy nhiên, vượt qua tất cả, phi công và thợ máy đã chinh phục được C-295 và đã có thể vận hành, khai thác một cách hiệu quả an toàn trên bầu trời của Việt Nam. Đặc biệt là C-295 chỉ cần quãng đường cất hạ cánh ngắn dưới 1 km, lần lượt là 670m và 320m. Do vậy, dòng máy bay này hoàn toàn có thể chuyển sang tới hoạt động sân bay Trường Sa với đường băng dài 1.200m như hiện nay. Trong tương lai, Việt Nam tiếp tục được Airbus Defence được coi là thị trường quan trọng đối với dòng máy bay C-295. Ngoài biến thể hiện tại, họ hy vọng Việt Nam sẽ quan tâm tới các biến thể đặc biệt như tuần tra săn ngầm, cảnh báo sớm trên không để tăng cường lực lượng bảo vệ Biển Đông. Chính vì vậy, trong khuôn khổ chương trình giới thiệu dòng máy bay vận tải quân sự C-295 mang tên C-295 World Tour được tiến hành vào năm 2017, một chiếc máy bay tuần tra săn ngầm C-295 MPA đã hạ cánh xuống sân bay Nội Bài nhằm giới thiệu những đặc điểm ưu việt của loại máy bay này cho không quân Việt Nam. Nga điều tàu mang tên lửa siêu thanh tập trận chung với Trung Quốc, Nam Phi. Hải quân Nga sẽ điều động khinh hạm mang theo tên lửa siêu thanh Tricorne tham gia tập trận với Trung Quốc và Nam Phi. Hãng thông tấn nhà nước Nga TASS đưa tin, hải quân nước này sẽ điều động khinh hạm đô đốc Groskop mang tên lửa siêu thanh Tricorne tham gia tập trận với các tàu chiến của Hải quân Trung Quốc và Nam Phi vào tháng 2 năm 2023. Khinh hạm đô đốc Groskop sẽ đến điểm tiếp tế hậu cần tại cảng Tartus của Syria trước khi tham gia tập trận với Hải quân Nam Phi và Trung Quốc. TASS dẫn nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Nga cho biết, hôm vừa qua, quân đội Nam Phi tuyên bố cuộc tập trận sẽ diễn ra vào ngày 17 đến ngày 27 tháng 2 tại khu vực biển gần thành phố Vịnh Durban và Richard. Mục tiêu của cuộc tập trận này là tăng cường khả năng hợp tác của Hải quân Nam Phi, Nga và Trung Quốc. Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Nga xác nhận khinh hạm đô đốc Groskop sẽ có hành trình di chuyển từ Đại Tây Dương tới Ấn Độ Dương, sau đó quay lại khu vực biển Địa Trung Hải. Ông Shoigu cũng nhấn mạnh uy lực vượt trội của tên lửa Tricorne và cho biết loại vũ khí này có thể tấn công mọi mục tiêu trên biển và trên đất liền của đối phương. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mô tả Tricorne là một phần của hệ thống vũ khí tiên tiến thế hệ mới của quân đội Nga và có thể được sử dụng trong cả mục đích tấn công cũng như phòng thủ, với tốc độ bay có thể đạt đến mức nhanh gấp 7 lần tốc độ âm thanh khoảng 8.643 km/h. Tên lửa này được xem là không thể cản phá, ngay cả với những hệ thống phòng không hiện đại nhất trên thế giới. Bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình ngày hôm nay của Tin Mới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp của quý vị hãy để lại trong phần bình luận video này để chúng tôi có thể kịp thời giải đáp. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!